Ok, hello chào anh em nha. Rất vui vì đã quay trở lại với kênh video của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chơi chinh phục Lee server nha anh em ha. Đấy, thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình một cách like và đăng ký kênh nha. Anh em nào có nhu cầu hỗ trợ nạp game thì có thể liên hệ mình qua số Zalo 0888249968. Mình có ghi vào dưới phần bình luận nha anh em. Đấy thì mình sẽ quay server 15 trước. Đấy, server 15. Server 15 này là do mấy cái ông này hôm bữa là mấy ổng ở ý góc nhà mình này. Đấy, mình bây giờ mình sẽ qua mình báo thù anh em ơi. Đấy, hôm qua mình sẽ qua báo thù nha. Sao mình dò mãi mà không thấy ai nha. Đây đây đây, ở bên đây có một đám này. Chà, đám này mạnh quá anh em ơi. Đám này mạnh quá, không gỡ được đâu. Tại vì server 15 nó cách mình cả năm trời, mình không thể nào mình gỡ được tụi nó mạnh đâu. Đây mình chỉ kiếm những cái server nào này, những cái liên minh nào mà nó yếu yếu thôi. Đây đấy, đây mà mình đặt tổ đây nè. Đấy, mình sẽ bạn không thuộc quốc gia này, dời tổ. Đây, nằm mé mé thôi anh em ơi. Ơi, quên mất anh em ơi, quên mất. Quên mất là mình phải triệu hồi về. Đấy. Kìa, thấy chưa? Cái thằng này nó bay qua bên mình, nó chiếm rồi kìa. Đấy. Mình phải đi qua server 15 để mình kiếm kiếm kèo mới được. Đấy. Đấy. Đâu, qua đây rồi. 25. Đây, mình qua bên đây. Chơi giữa cái liên minh nó luôn cho nó sợ anh em. Chà, à, không được đâu. À, nhiều khi nó nhốt mình trong đây luôn á. Nó nhốt mình trong đây luôn là mệt á. Thôi kệ bạ, cứ chơi đại anh em ơi. Quốc. Xác định có. Để mình chính xác tụi này coi. Coi con nào có nhiều đồ hay không. Mình trước kia mình đi chinh phục là mình xài hết red rồi, mình không có để lại đâu. Đấy, mình chà. Thôi không có gì chứ vậy. Ủa. Ôi, ông này tóc, lính tóc. Ủa sao không có miếng red nào chứ vậy? Ơ. Ừ. Quái lạ. Hai nha. Không có miếng red nào luôn. Ông này lên tóc. Ừ. Kỹ chà. Quá trời kiến luôn mà không có miếng red nào hết á. Ồ. Oh. Rồi đói rồi. Đây. Có nhiều đây, ủi đỡ đi anh em ơi. Thiệt tình luôn. Không có miếng red luôn. Server gì nghèo ý trời. Không có luôn nè. Trời, không có một miếng nào luôn. Ơi rồi, đói rồi. Đói thiệt rồi. Đói thiệt luôn anh em ơi. Không có một miếng red luôn. Trời ơi. Trời ơi. Không có một miếng. Không có luôn. Thiệt tình luôn. Không có luôn. Không có một miếng tài nguyên luôn. Quái lạ, server gì không có một miếng tài nguyên luôn. Trời ơi. Thiệt tình luôn. Hài thiệt chứ. Server không có một miếng tài nguyên luôn. Ở đây có thực phẩm nè.
Ấy ấy ấy, thằng nào đấy, thằng nào đấy? Thằng này có nhiều anh em, thằng này nó tới 7 8 triệu rết lận. Để lấy thì tính tốc hành đánh cho nó nhanh nha anh em. Đấy. Trời má, cái server gì mà nó nghèo. Nói là nó đúng nghèo luôn á. Đấy. Trời ơi, cái server gì mà nó nghèo, thiệt là nghèo luôn. Không có một miếng red luôn. Nguyên một cái liên minh nãy giờ chỉ thấy đúng một thằng có red thôi. Không có một miếng luôn. Thiệt tình luôn. Ừ? Server vì nghèo ấy ta. Ủa thằng này còn nhiều lắm, còn nó còn nhiều lắm anh em ơi. Đấy, nó nhiều red lắm. Mình nó còn tới mấy chục triệu lận. Viện, viện anh em ơi, thằng này nó viện. À, có thằng 258 này nó viện nè. Để mình xem búp thằng này coi. Thằng này nó viện anh em ơi, nó viện. Chà, ui, viện tóc à. Ủi mày luôn, sợ gì. Nó viện tóc anh em ơi. Này, chi hồi nãy nó viện nè, nó viện nè, mình thua nè. Nè, không để ý nó viện ấy chứ. Để nó viện nè. Toàn, toàn. Toàn, thằng này nó mạnh quá anh em ơi. Thằng này nó mạnh quá. Toàn rồi, không ổn rồi, không ổn rồi. Qua chỗ khác chơi anh em ơi. Thằng kia nó viện rồi. Liên minh gì mà nghèo quá. Server gì mà nó nghèo quá trời nghèo. Đấy. Qua đi chơi. Để xem qua bên đây. Đây đây, qua bên đây đi. Server gì mà nó nghèo thối rồi luôn. Đây có thằng 31 nè. Trời ơi, ở đây có một tí nấm nè. Ê, ê, thằng 31 lận. Thằng 31 mà nó có tí nấm. Thằng 31. Ui, thằng này nó chơi xạ. Ăn đồ tầng này cũng mệt anh em ơi. Nãy mình đuổi bên kia đâu còn nhiều lính đâu. Đuổi mình luôn. Không mà. Nó còn nhiều nấm á, ủi đó. Không ăn được nhiều á, chết hết lính của mình đó. Tại vì nó búp ngang ngang mình. Chết hết lính, không ăn được nhiều công. Để lính để mình kiếm ăn khác. Thằng này hồi nãy. Đâu rồi. Trời ơi, server nó nghèo với cha. Nước. Ở đây có mấy trăm ca nước cũng được nè.
nước thì mấy trăm k mình chơi được, chứ chứ bỏ chứ bỏ vài mét đánh tốn lính chả làm được, chả có ý nghĩa gì. Hai mươi lăm triệu. Ôi, thằng ba, thằng này thằng 31 lận, nó nhiều nước quá anh em ơi. Tóc trời ơi, nó tới 1,3 triệu tóc lận. Thôi thôi thôi, bỏ, không chơi đâu. Ủi phát nó xong là còn cái chì không á, là hết đi cướp được luôn. Mình cướp không phải lựa thằng nào, nó vừa miếng nó cướp, nó tới 1,3 triệu tóc, ai mà cướp nổi. 1,3 triệu tóc sao mà cướp. Này có 800k nước cướp đỡ đi, rồi mình đi chỗ khác chơi tiếp. Đấy, thiệt tình luôn, cái server gì mà nó công nhận nó nghèo, nghèo quá trời nghèo quá. Đây có thằng 34 nè. Đấy, 700k nước là nó hết rồi đó, không còn nữa đâu. Server gì mà nó công nhận nó nghèo ơi là nó nghèo. Chọn sai server rồi. Ê, thằng này là thằng ở server 94 nè. Mình qua đây mình lụm nó luôn. Lụm đi luôn. Ông nào ở server 94. Ơ ơi bay ơi, giờ tổ rồi. Chưa kịp đánh nó giờ tổ rồi. Ủa này cũng nghèo nha. À, mấy này chưa kịp đánh cái này nó chạy hết em ơi. Hôm qua mình khịa nó tí thôi thôi mà nó chạy hết. Nó server 94. Nó qua server 15 này nó chơi. Đấy. Cái này sao nghèo quá ta, server này nghèo quá. Không có cái gì để chơi luôn anh em ơi. Để trinh sát thằng Lộc may mắn này coi, để xem nó có tiền đồ gì hay không. Ê, có thằng Hỏa Vân Ca nè. Hỏa Vân Ca server 94 này nghèo quá, có 400 ngoài đánh mất công tốn thời gian mình. Thực phẩm trinh sát. Ơi, thằng nào đấy, thằng nào đấy lụm. Hai nháy. Hỏa Vân Ca. Hỏa Vân Ca là cái ông mới đây. Để mình xem phần thưởng chinh phục nè. Đấy, vừa qua một cái là full móc anh em. Vừa qua một phát là full móc thôi. Đấy, cần gì nhiều đâu. Vừa qua một phát là full móc. Ủi full móc xong về ngủ khỏe. Ồ, cái thằng 94 này nó qua nó húp tay trên, nó húp tay trên của mình trước nha. Nó qua nó húp tay trên của mình trước nha. Đây nè. Nó qua nó húp tay trên trước rồi. Còn gì nữa đâu mà ăn. Mới chính xác thôi mà bay rồi ba. Trời ơi, nó qua nó húp trước hết bà rồi. Mình chính xác thấy đồ ngon rồi mình mới đánh mà. Nó qua nó húp hết mẹ trước rồi. À, bọn này thiệt tình luôn. Server gì nghèo quá chị nghèo. Server nghèo quá anh em ơi. Bên đây có nguyên một đám nè, nhưng mà nó khiêng cả liên minh nè, nó khiêng toàn liên minh nè.
Để tối nay mình sẽ âm thầm mình bay qua mình lụm cái đám đó mày được. Bên đây là chắc nguyên một đám clone nè, mọi người thấy tên giống nhau nè. Nó nhiều red lắm đấy, nhiều red lắm đấy. Tối nay mình sẽ bay qua và mình lụm tụi nó. Đấy, tụi nó khiêng hết rồi. Nãy giờ cướp được 10 triệu bọ, 10 triệu lá, 3 triệu nước nha anh em. Hồi nãy là mình đi mình là không có nhiêu hết, mình chỉ có được vài trăm, 200-300 cây nấm thôi. Đấy. Thiệt tình luôn, tự nhiên trinh sát được thằng ngon mà cái thằng kia nó tay le, nó thấy mình đánh nó tay le đến cái nó lụm luôn thằng kia rồi, cay thiệt chứ. Đấy, đâu còn gì ngon nữa đâu. Ok, thôi tôi tạm dừng tại đây anh em ơi. Xui quá, hôm nay bay nhầm đây đúng cái server nghèo, chả có cái gì hết á. Bay đúng cái server nghèo anh em. Bay đúng server nghèo luôn. Thiệt tình luôn. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, ủng hộ mình nha. Anh em thấy video này hay, ý nghĩa thì cho mình một like và đăng ký kênh. Đấy, chúc anh em một buổi chinh phục bội phu nha. Ok, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha.